Sự thật ít người biết về địa ngục, chuyện có thật ở Việt Nam. Tôi tên Nguyễn Trần Tuyết Trinh, hiện ở đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có một chị bạn đồng nghiệp làm chung công ty với nhau ở khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị tên đầy đủ là Hứa Ngọc Thủy, sinh năm 1960. Năm đó tôi 21 tuổi, chị cũng 50 tuổi rồi. Đáng lý gọi bằng cô, nhưng trông chị còn rất trẻ. Với làm chung công ty nên gọi chị em cho thân mật. Chị có dáng người nhỏ, làn da trắng, gương mặt chị đầy vẻ phúc hậu với một nốt ruồi son điểm trên trán. Chị quy y theo Phật từ hồi mới 10 tuổi, chị ăn chay từ năm 20 tuổi, rất am hiểu Phật Pháp. Chị tên Thủy, pháp danh Diệu Kỳ, quê chị ở An Giang, ngay chợ Châu Đốc, nơi có sông Châu Đốc chảy ngang qua. Chị kể do cha mẹ bị tai nạn qua đời, nên từ năm 9 tuổi, chị đã là trẻ mồ côi, phải tự lập mọi thứ. Năm 10 tuổi, do thiếu thốn, nên chị có vào chùa xin cơm ăn. Cũng từ nhân duyên đó, chị biết đến Phật Pháp. Được một thời gian, chị gặp sư trụ trì, bạch với thầy là mình muốn xuống tóc. Nhưng thầy không cho, thầy nói chị có căn tu, nhưng bụi trần chưa hết, nên xuất gia không được. Vì chị có căn tu từ nhiều kiếp, nên được thầy chiếu cố đặc biệt, không cần đợi nhiều người mà làm lễ quy y cho riêng mình chị. Một hôm, khi qua phòng trọ chị chơi, chị nấu một bữa đồ chay rất ngon đãi tôi. Được một lúc, bỗng chị hỏi tôi, em có tin cõi âm không? Tôi đáp, em tin, nhưng em chưa được chứng kiến. Vậy em tin lời chị nói không? Tin chứ chị, vì chị mà em biết nhiều về Phật Pháp, biết đọc thần chú, và cảm nhận sự mát rượi trong tâm hồn khi đọc chú. Vậy em nè, chị sẽ kể cho em nghe chuyện về địa ngục. Em có muốn nghe không? Tôi cười cười, chị này khéo biết nói đùa, chuyện địa ngục sao chị biết mà kể được? Chị lại tiếp, chị sẽ kể bất cứ ai muốn nghe, và đây hoàn toàn sự thật. Em có căn nên em càng cần nghe. Và chị bắt đầu kể, giọng chị thong thả. Em biết không, hồi đó năm 18 tuổi, chị bị tai nạn xe xém chết. Nhưng may, chị bị chấn thương nặng ở tay và chân. Chị chỉ bị va đập mạnh vào xe, bất tỉnh 7 ngày liền. Tôi mới hỏi, vậy ai chăm lo chị trong bệnh viện? Là sư cô và thầy trụ trì, vì chị bị tai nạn gần nơi chị ở mà. Trong thời gian đó, chị lạc vào một khoảng không màu tối, le lói chút ánh sáng, chị thấy cha mẹ chị. Rồi chị thấy Bồ Tát Địa Tạng nữa. Bình thường chị hay tụng kinh Địa Tạng, hết sức tôn kính ngài. Nay được gặp, chị mừng quá, nên khi ấy chị đã lại ngài không biết bao nhiêu cái, rồi chạy lại ôm cha mẹ mình. Chị hỏi ngài đây là nơi nào? Ngài đáp, đây là địa ngục, khiến chị vô cùng hoảng sợ. Địa Tạng vừa mới nói với chị, còn có nhiều phước đức gieo từ ba đời, nên ta cứu con khỏi vòng địa ngục, thoát cảnh chết yểu. Ta cứu con để làm lợi lạc nhân thế. Đây là cầu biệt ly. Ngài chỉ về một cây cầu. Con hãy tự giá cha mẹ, để cha mẹ con đi đầu thai. Còn con hãy về lại nơi đã đi, đừng quay lại, sau lưng con là địa ngục. Chị liền quỳ xuống và lại Địa Tạng Bồ Tát, ngàn lần cảm kích ơn đức của ngài. Ngài nói tiếp, trước con có một đời tu, nhưng con đã sát hại một sinh mạng còn non để cứu người khác, nên con phải chịu quả báo chết yểu. Cũng may do con đã tạo công đức hồi hướng cho sinh linh đó siêu thoát, và đời này con tu học theo Phật tinh tấn không hoài nghi, nên thoát được nạn, ta hiện cho con biết. Dạ, thưa Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin ngài đại từ đại bi cứu chúng sanh muôn loài, phải cho con thấy cảnh địa ngục như thế nào để con lòng thêm định tâm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Do con trồng thiện căn lớn từ kiếp trước nên ta sẽ dẫn con đi. Trông thấy sự tình kinh sợ, con hãy ngậm viên này vào miệng và kiết ấn hai tay lại nhau. Chị liền làm theo lời Địa Tạng Bồ Tát, hai cánh cọng sắt to lớn vô cùng mở ra, ở trên cửa có hình đầu chó, miệng há to, trừng mắt dữ tợn. Cổng vừa hé ra, lập tức ập đến tiếng ai oán
rền là của rất nhiều người gộp lại, cộng hưởng thành một tràng âm thanh khiếp đảm. Mặt đất nơi đây phủ một màn khói lan tỏa âm u. Phía trên là một màn ánh sáng đỏ đỏ, xanh xanh, chiếu khắp rộng mênh mông, trông rất ma quái. Từng lớp người nối nhau, đi trùng trùng điệp điệp, đông đảo vô cùng. Theo sau họ là quỷ sai nhiều vô kể, đứng hai bên. Chị và Ngài Địa Tạng đang bay trên hư không, trên những người đó. Chị hỏi Địa Tạng Bồ Tát, mà là hỏi bằng tâm thức, chứ không phải bằng lời nói. Dạ thưa Bồ Tát, cho con hỏi, những hàng người này là như thế nào? Những người đi vào là người đến gặp phán quan, những người đi ra là người đi tới cảnh giới khác. Dạ xin Bồ Tát cho con hỏi ngu muội, là sao không ai lễ bái người mà chỉ chăm chăm lo đi thôi ạ? Do họ vô minh nên không thấy ta, cũng như không thấy con, vì con đã được ta cho ngậm viên trấn hình rồi. Chị ngang qua một cung điện như cung vua, nhưng trong u ám chứ không sáng sủa gì. Rồi chị cùng Bồ Tát bay xuyên qua một bức vách đá, giống như nhũ thạch, đập ngay vào mắt chị là một màn hỗn chiến, thịt máu vương vãi khắp nơi, cảnh tượng hải hùng. Người với người hùng hổ lao vào đâm chém nhau không thương tiếc. Đây đó cũng có những con thú như trâu bò dùng sừng lao vào đâm túi bụi. Chị tập trung nhìn một người bên dưới, thấy anh ta bị chém tới chết, thân xác bấy nhầy. Chết rồi hoàn hồn sống lại, lại bị chém tiếp. Không biết được màn chém giết này sẽ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Thịt máu văng tung tóe, tiếng la hét đau đớn cùng cực, tiếng đao kiếm xoang xoảng, gộp lại thành một cảnh tượng kinh tâm khiếp đảm. Bất cứ ai chứng kiến rồi đều phải bủng rủng run sợ. Chị hỏi Bồ Tát vì sao mấy người này lại đâm chém nhau như vậy. Bồ Tát nói rằng đó là ngọn lửa sân si đốt cháy tâm thức của họ. Họ không muốn thoát, Ngài cũng không cứu được. Những người này toàn là kẻ buôn bán thịt cá hoặc câu cá, giăng lưới, bắt các loài sinh vật hoặc đâm thuê chém mướn. Họ tự làm thì tự chịu chứ cũng không thể cứu được, vì họ bị một màn vô minh che lấp. Tiếp theo, chị và Bồ Tát xuyên qua một nơi như miệng núi lửa bằng nham thạch nóng bỏng. Chị cảm thấy sức nóng như thiêu như đốt, dù chị đã ở rất cao. Đây là ngục thứ hai. Ngàn ngàn vạn vạn người, dù không ai thúc ép, tự nhiên lao mình nhảy xuống biển lửa, rồi họ còn bị ngàn mũi tên xuyên qua. Tiếng la hét gào khóc kinh hồn như muốn xé tan cả mạng nhĩ, lẫn linh hồn của người nghe thấy. Thực sự, ngôn từ có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể mô tả được những âm thanh, những quang cảnh kinh khủng của địa ngục. Đây chỉ là thuật lại một phần triệu tỷ những gì chị chứng kiến được. Lúc đó chị mới hỏi Bồ Tát. Bạch Bồ Tát, vì sao những người đó bị lửa thiêu, chết đi sống lại và còn bị ngàn mũi tên bắn xuống xuyên người? Vì sao Bồ Tát không cứu? Địa Tạng Bồ Tát trả lời. Những người này do tâm tham lam, bỏng sẻn, kẻ thì rút tiền của dân nghèo, kẻ thì yểm tà, mê hoặc lòng người để vơ vét tiền bá tánh. Do bị vô minh ngăn che, không thấy Bồ Tát Địa Tạng trước mắt, muốn cứu cũng chẳng được. Nếu như họ biết niệm Phật thì đỡ đau đớn rồi. Qua hai ngục đó rồi, chị cùng Ngài Địa Tạng Vương xuyên qua thêm một vách ngăn giống như thạch nhũ màu trắng. Đường vân trên đó có những hình thù rất ghê rợn. Rồi chị thấy những chồng sắt, rồi cột sắt trùng trùng điệp điệp. Tất cả đã nung nóng đỏ, chỉ có nóng hơn chứ không bao giờ nguội. Người người lớp lớp phải ngồi lên những chồng sắt đó. Chúng dài khoảng hơn 10cm. Tất nhiên là đâu có ngồi yên được. Bao nhiêu mũi chông sắc nhọn cắm vào da thịt, đau đớn khôn xiết. Các tội hồn cứ trườn lên trượt xuống, xương thịt lòi cả ra ngoài, máu tuôn như mưa. Đã thế, từ đâu nước phân, nước dãi của các loài động vật tuôn ra, họ vừa tắm máu, vừa tắm phân dãi, chịu trận suốt không ngơi nghỉ. Xong đâu chỉ có thế, từ trên trời sấm sét đánh xuống đùng đoàn, thiêu đốt tội hồn. Đây đó lại xuất hiện những tảng đá tròn, to, nóng phừng phực, lăn qua người,
trăm ngàn thứ đau đớn đổ dồn lại. Mức độ khủng khiếp ở đây, chị dám khẳng định không có nhà văn tài ba, lão luyện nào diễn tả bằng lời mà tả nổi cảnh chị chứng kiến. Những kẻ nào tội nhẹ trong ngục này thì ôm cột đồng, lúc nóng như nham thạch, lúc lạnh như băng giá. Chị chưa kịp hỏi Địa Tạng Bồ Tát thì Ngài đã nói: ngục này dành cho những kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Tội đã tạo khác nhau nên mới có những hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Trên đây chỉ là phần nhỏ của địa ngục này mà chị có thể thấy, chứ toàn bộ địa ngục thì rộng ghê hồn. Em hãy tưởng tượng ngục nhỏ nhất cũng bằng hàng ngàn cây số. Tôi nói: vậy chắc ngục nhỏ thì bằng nước Việt Nam mình phải không chị? Em nói đúng đó, mỗi ngục đều rất rộng, vô số chúng sanh trong đó, dày đặc nhung nhúc. Ngục tiếp theo chị đến, dù kinh dị không bằng ba ngục chị vừa kể, nhưng lại ghê tởm, ớn đến tận ốc, từng cơn nổi da gà. Ngục này chứa những hầm cơm dư thừa, nhung nhúc, dồi, ngoe ngoẩy, rồi cả bọ chét và kiến, đủ thứ côn trùng kinh tởm. Những người chịu phạt phải ở trong hầm đó, phải ăn nuốt những đồ ăn dư thừa đã đổ bỏ phí phạm khi sống. Còn có những hầm phân của các loài động vật, các tội hồn phải ở trong hầm thưởng thức hết những phân tiểu hôi thối nồng nặc ấy. Đặc biệt là mỗi người một hầm, mỗi hầm chỉ to cỡ tòa nhà 5 tầng thôi. Phần vơi đi là tự động dâng đầy lên, mà khi nào hưởng hết một hầm đó thì mới đầu thai. Và chị còn thấy một loại hầm đặc biệt nữa. Hầm đó chứa toàn xác chết, hôi thối tởm lợm. Các tội hồn phải nuốt sống, nuốt tươi những thứ thịt ấy. Vì khi còn sống, sát hại sinh vật, mổ heo, mổ bò, bán thịt chó, v.v. Chứng kiến tận mắt cái hầm đó rồi, chị sợ phát khiếp nên chị mới phát tâm ăn chay tới nay. Có tiền là phóng sanh, cầu sám hối tội cũ. Tội nghiệp những chúng sanh trong đó, nếu họ chịu thành tâm niệm Phật là Bồ Tát cứu được rồi. Nhưng mê muội không niệm được thì Bồ Tát đành chịu. Bồ Tát từ bi luôn thương xót những kẻ lầm đường lạc lối chịu hình phạt. Đương nhiên là muốn cứu vớt họ, nhưng mà họ không phát tâm niệm Phật được thì Địa Tạng Bồ Tát cũng chịu thua. Chị được Ngài dẫn qua một ngục khác. Ngục này thì chị thấy rất đặc biệt, vì có đầy vàng bạc, châu báu, kim cương, tiền bạc chất như núi, lấp lánh rất đẹp. Nhưng em biết không, họ phải ăn nuốt những thứ đó. Các tội hồn bị những vàng bạc bao vây, từng tảng rơi xuống như mưa đá. Trúng người nào thì bể đầu nát óc, máu chảy như mưa. Người thì bị đè, kẻ thì bị vàng bạc phóng xuyên người, hoặc rơi vào tai miệng tắc nghẽn ở đó. Hoặc vàng bạc lọt vào bụng thì nở phình to ra hơn bụng của mấy bà bầu, vừa nặng vừa đau. Địa Tạng Bồ Tát nói, đó là hình phạt cho những người tham lam tiền bạc, ích kỷ, bỏng sẻn, mua bán gian lận kiếm lời, những kẻ quan chức tham ô của dân, v.v. Ở một chỗ khác, chị thấy có những chiếc xe không người lái cán nát bét những tội hồn, phọt cả óc, lòi cả xương ra. Người này phải nhặt những mảnh xương thịt của người kia để tiến hành lắp ghép, hoàn xác sống lại. Cứ như thế luân phiên nhau. Ghê rợn nhất là cái màn ghép tay chân, tim phổi lại. Không ghép thì tự người đó đau đớn kinh khủng. Cứ như thế, trong một ngày mà từng người cứ diễn đi diễn lại thảm cảnh bị xe đâm nát bét, văng ra thành từng mảnh xương thịt, rồi lại chấp nối lại, cả ngàn lần chết đi sống lại. Đây chính là quả báo của những tài xế cố ý đâm chết người hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ở một chỗ khác, có cỗ máy rất to lớn, nghiền nát người ra từng mảnh nhỏ, thịt tuôn ra đến đâu, ruồi bọ bu đen đến đấy, rồi lại bị sai tiếp cho đến khi nát như bột. Xong rồi thì hoàn hồn lại, bắt đầu sai lại từ đầu. Tội hồn cứ như thế, bị hành hình đến khi nghiệp hết, mới chuyển sang những ngục khác chịu hình phạt của những tội khác. Đây cũng là địa ngục cuối mà chị đến. Những địa ngục mà chị chứng kiến cũng chỉ là một góc nhỏ trong hàng ngàn cửa ngục ở đây mà thôi. Đầu đầu cũng là tột đỉnh đau đớn, quỷ khóc, sói gào, thảm thiết. Đầu đầu cũng là xương tan thịt nát, chết đi sống lại đến vô cùng. Thật là buồn, loài người khi còn sống
sao cứ tạo ác để thọ nhận đau đớn như thế? Sung sướng trong kiếp người thì đáng bao nhiêu khi so với những đau đớn tột cùng nói nhau bất tận này. Sau đó, chị được Địa Tạng Bồ Tát dẫn lên dương thế, đến chỗ thân xác bất động của chị. Bồ Tát nói chị hãy nuốt viên ngọc Bồ Tát từng đưa cho chị lúc trước, mà nãy giờ vẫn ngậm khi chị tham quan cảnh địa ngục. Chị nuốt từ từ và thấy Bồ Tát niệm câu gì đó, hồn liền nhập lại vào thân xác. Chị bật tỉnh, nhìn hướng Bồ Tát đang đứng thì không thấy Bồ Tát nữa, nhưng chị vẫn nghe âm thanh Ngài nói văng vẳng trong tâm. Con hãy tu học Phật tinh tấn hơn nữa, rồi con sẽ thấy những cảnh khác, và hãy làm lợi lạc cho chúng sanh khi họ cầu học Phật Pháp. Chị bật ngồi lên, giống như người đã lành hẳn, quỳ sụp xuống lại Bồ Tát, lại không biết mệt, vừa lại vừa khóc như mưa. Rồi khi đó mọi người ùa đến bên chị. Một lượt chia sẻ hoặc một câu bình luận của bạn đều sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được bài viết hơn. Xin các bạn đừng ngại bỏ thêm chút công sức để chung tay đem thiện pháp, đem đạo lý nhân quả Phật dạy đến với nhiều người. Cuộc đời bớt đi một chút tăm tối của vô minh, tăng thêm chút ánh sáng của Phật Pháp. Công đức vô lượng, công đức vô lượng, công đức vô lượng. Chuyện hiện tại, 7 lần Gosaka bị vứt bỏ. Gosaka, tiền kiếp là chú chó, ở cõi trời 33, thụ hưởng lạc thú, quên cả ăn uống, nên mạng chung, thác sinh, làm con một kỹ nữ ở Kosambi. Vừa lâm bồn, cô ta đã hỏi ngay nàng hầu là trai hay gái. Biết là con trai, cô ta ra lệnh bỏ đứa bé trong cái giỏ cũ, đem vớt ngoài đống rác. Kỹ nữ chỉ nuôi con gái vì sẽ kế nghiệp họ. Quạ và chó xúm quanh, nhưng do phước báo kiếp trước, chẳng con nào làm hại đứa bé. Lúc đó có người đi đến, thấy chuyện lạ, tiến lại xem, gặp đứa bé trai, liền thương ngay và nhặt lên mang về nuôi. Hôm đó, viên trưởng khố ở Kosambi vào cung vua, gặp thầy tế lễ xem thiên văn, cho biết là một bé trai ra đời hôm nay sẽ thành vị trưởng khố trọng yếu. Lúc bấy giờ, vợ viên trưởng khố đang có mang gần ngày sinh, nhưng hôm đó thì chưa sinh. Viên trưởng khố bèn gọi một bà nô lệ tên Kali cho 1.000 đồng tiền, bảo đi lùng khắp thành tìm đứa bé vừa mới sinh ra hôm nay đem về gấp. Bà nô lệ sục sạo khắp nơi. Khi đến nhà đứa bé vừa lượm được về, hỏi thầm và được biết đứa bé mới chào đời hôm nay, bà liền trả giá từ 1 xu rồi tăng dần đến 1.000 đồng tiền thì xin được đứa bé mang về cho viên trưởng khố. Ông ta nuôi đứa bé trong nhà, định bụng nếu sau này con mình là gái sẽ cho nó làm rể để nối nghiệp trưởng khố, nếu là trai sẽ giết đứa bé đi. Ít ngày sau, vợ ông hạ sinh một bé trai. Ông bèn bảo Kali mang đứa bé nuôi để ngay lối vào chuồng bò, vào giờ bò đi ăn, để chúng dẫm chết nó. Và còn dặn thêm, xem kỹ nó chết rồi, hãy về báo cho ông. Người nô lệ làm y theo lời ông dặn. Ngay khi cửa chuồng bò vừa mở, con bò được đầu đàn xông ra trước tiên, khác với thường lệ là nó đi sau rốt. Đến chỗ đứa bé, nó dùng 4 chân che kín lại và đứng yên ở đó. Hàng trăm con bò lần lượt đi qua hai bên, chạm sát vào sườn nó. Quang cảnh này không lọt khỏi cặp mắt người chăn bò đang đứng gần đó. Ông đi đến gần, ngạc nhiên thấy đứa trẻ nằm ngay chân bò. Ông thấy thương nó ngay và liền mang về nuôi. Kali thấy hết từ đầu đến cuối, trở về kể rõ tự sự cho viên trưởng khố. Ông lại bảo Kali đi gặp thằng chăn bò, cho 1.000 đồng tiền để bắt đứa bé lại. Tiếp theo, ông ra lệnh cho Kali mang đứa bé đặt nơi bánh xe bò, vì biết rằng sáng mai 500 cỗ xe này sẽ lên đường đi một chuyến buôn xa. Mấy con bò không dậm chết nó thì bánh xe cũng nghiến nát nó. Và ông không quên dặn Kali phải xem thằng bé chết ra sao rồi mới về báo cho ông. Sáng sớm, trưởng đoàn buôn đi đến trồng ách vào cổ bò và thúc chúng bước đi. Nhưng chúng vùng ra không chịu đi. Mấy lần như thế cũng không được. Ông vật lộn với đàn bò cho đến mặt trời mọc.
Ông thắc mắc không hiểu tại sao. Chợt nhìn thấy xuống đường, thấy đứa bé nằm ở đó. Ông bế lên, lòng vui mừng vì được một đứa con trai. Kali vẫn theo dõi ông từ nãy đến giờ. Lúc này mới trở về báo tin cho viên trưởng khố. Ông lại bảo Kali đến gặp trưởng đoàn buôn đưa 1.000 đồng để chuộc lại thằng bé, rồi quăng nó trong lồng cây, nơi bãi thiêu cho chim thú ăn thịt hay ma quỷ giết nó. Kali lại mang đứa bé đi. Nhưng chẳng có con thú hay ma quỷ nào làm hại đứa bé, vì quả báo đời trước đã che chở cho nó. Chợt có một đàn dê đi qua bãi thiêu. Một chị dê đi len trong lùm bụi ăn lá cỏ. Thấy đứa bé liền quỳ xuống cho bú. Người chăn dê gọi mãi, chị ta vẫn không chung ra. Cuối cùng chủ nó cầm gậy xông vào và bắt gặp đứa trẻ, hớn hở đem về. Đến lần này, đứa trẻ vẫn chưa yên vì viên trưởng khố vẫn chưa chịu thua. Kali lại được lệnh chuộc nó từ người chăn dê và leo lên ngọn dốc đá cướp, ném nó xuống sườn núi. Nó sẽ va vào vách đá rồi rớt xuống khe núi tàn sát. Nhưng dọc sườn núi lại có một bụi tre dày và trên chót núi nhiều bụi guncha bao phủ. Đứa bé rơi xuống ngay giữa đám tre như trên một nệm lông dê. Ngày hôm đó, người trưởng nhóm đánh tre vừa nhận một mối bán tre hời, và khi ông cùng con trai lia dao vào bụi tre định chặt, thì đứa bé bị tre lay động bật khóc. Ông ngạc nhiên nghe sao giống tiếng trẻ khóc, vội trèo lên xem thì thấy ngay một đứa con trai. Ông lại hân hoan mang về nhà. Kali lại đi chuộc đứa bé một lần nữa. Cho đến lần này, đứa bé vẫn sống mạnh khỏe đến lớn, tên nó là Gosaka. Nhưng cũng còn là cái gai trước mắt viên trưởng khố. Ông vẫn tìm mọi cách để giết cậu bé. Lần này, ông đích thân đến gặp người bạn làm nghề gốm, đưa trước 1.000 đồng tiền và dặn dò như sau. Tôi có một đứa con tư sinh và sẽ gửi nó đến cho anh. Cho nó vào một phòng kín, lấy búa bén bầm nó ra từng mảnh, rồi thảy vào lò nung đốt hết. Đây là 1.000 đồng tiền như đã giao hẹn. Việc xong tôi sẽ thưởng thêm cho anh xứng đáng. Thợ gốm đồng ý. Về nhà, viên trưởng khố gọi Gosaka sai đến thợ gốm. Hôm qua ta có nhờ thợ gốm làm một ít việc cho ta. Hãy đến bảo ông ấy hoàn tất việc cha tôi đã giao hôm qua. Thưa dân. Và Gosaka lên đường. Rời khỏi nhà một quãng, anh ta gặp con trai viên trưởng khố đang chơi bắn bi với chúng bạn. Nó chận Gosaka lại hỏi. Mày đi đâu vậy? Tôi mang lời cha đến cho người thợ gốm. Để tao đi. Mấy đứa này ăn hết tiền của tao. Mày đánh ăn lại cho tao đi. Không, tôi sợ cha lắm. Đừng có sợ, tao sẽ nói cho. Tao đã thua tiền nhiều rồi. Mày chơi cho đến lúc tao trở về, ráng ăn lại số tiền của tao. Gosaka bắn bi rất giỏi, nên anh nuôi cứ nài nỉ mãi. Cuối cùng Gosaka bằng lòng. Vậy là chính con đẻ của trưởng khố chuyển lời đến thợ gốm. Và đúng như lệnh giao hẹn, anh ta giết người đưa tin rồi ném thây vào lò nung. Gosaka chơi bi suốt ngày, chiều mới về. Viên trưởng khố ngạc nhiên hỏi ngay. Mày về rồi đó ư? Gosaka liền kể lại tự sự. Trưởng khố tái nhợt như mất hết máu, gầm lên. Trời ơi, khổ tôi chưa? Rồi ông tức tốc đi đến thợ gốm, vặn vẹo đôi tay rên rỉ. Thợ gốm ơi, ông giết tôi mất rồi. Tôi chết mất, tôi chết mất. Thợ gốm thấy ông hốt hoảng như vậy, vội trấn tĩnh ông. Thưa ngài, đừng có làm ồn, công việc xong rồi. Đau buồn như một trái núi úp chụp xuống. Viên trưởng khố phải gánh chịu sự đau khổ cùng cực như tất cả những ai đã làm hại người vô tội. Vì vậy, Đức Thế Tôn dạy, dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp 1 loại khổ. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong. Hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Hoặc tai giả từ vua, hay bị du trọng tội.
bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ắt tuệ sanh địa ngục. Viên trưởng khố không thể nào nguôi ngoai nổi khi thấy mặt Gosaka, nên cứ phải tìm cách giết cậu ta. Lần này ông sai cậu mang lá thư đến người quản lý trong ngôi làng của ông. Trong thư ông dặn giết cậu ta rồi liễn xuống hầm phân. Lá thư được cột nơi viền áo của Gosaka. Cậu ta không biết chữ vì từ khi chào đời đến khôn lớn, viên trưởng khố luôn âm mưu giết cậu ta, nên cậu không được đi học. Và với lệnh giết mình, cậu xin cha lương thực để lên đường. Người cha ác nghiệt của cậu bảo rằng trên đường đi, ở làng đó có người bạn của ông cũng làm quản khố, và hãy ăn ở đó rồi đi tiếp. Đến làng đó, Kusaka hỏi nhà người quản khố và gặp được bà vợ. Biết đó là con trai của bạn mình, bà có cảm tình ngay với chàng trai. Viên quản khố này có cô con gái chừng 15-16 tuổi, xinh đẹp tuyệt vời. Để giữ tiếng tốt và an toàn cho con, hai ông bà cho cô ở tầng cao nhất trong tòa lâu đài bảy tầng, cung vi lộng lẫy như trong hoàng cung với một nàng hầu. Hôm đó, cô gái sai nàng hầu đi chợ. Giữa đường, nàng hầu gặp bà mẹ và được bà nhờ trải chỗ ngồi cho Gosaka, rửa chân và xức dầu rồi trải giường cho chàng. Nàng hầu đi chợ về trễ, bị cô chủ rầy, phải kể lại việc hầu hạ Gosaka. Nghe đến tên chàng trai, cô gái thương ngay thấu tận xương tủy tim gan. Cô chính là vợ của Kotuhalaka kiếp trước. Nhờ cúng dường vị Bích Chi Phật, được phước báo sanh vào nhà viên quản khố giàu có. Do đó, lòng luyến ái kiếp trước sống lại. Đức Thế Tôn có dạy: do liên hệ đời trước, hai lợi lộc hôm nay, lòng mến thương bừng dậy như hoa dương mặt hồ. Cô hân hoan hỏi thăm về chàng trai. Khi được biết chàng trai đang nằm ngủ với lá thư nơi viền áo, cô lén đi xuống, gỡ lấy lá thư mang về phòng, đóng cửa lớn, mở cửa sổ và đọc thư. Xem xong, cô gái buột miệng: ồ, anh chàng ngốc, ra đi với lệnh giết mình buộc nơi áo. Nếu mình không lén đọc thư trước, chắc hẳn anh ta sẽ bị giết. Rồi cô xé phăng lá thư, viết một cái khác, nhại giọng viên trưởng khố: đây là Gosaka con tôi, hãy kiếm lễ vật từ trăm ngôi làng của ta cho nó, sửa soạn lễ cưới cho nó với con gái viên quản khố dùng này, xây một ngôi nhà hai tầng ngay giữa làng cho hai vợ chồng mới ở, có tường vách bao quanh và người canh gác bảo vệ cẩn thận. Xong việc, hãy báo tin cho ta rằng đã làm đúng như vậy, ta sẽ hậu thưởng xứng đáng. Xong, buộc lá thư vào viền áo chàng trai như cũ. Ngủ nguyên một ngày, Gosaka thức dậy, ăn uống, lấy lại sức rồi đi tiếp. Sáng hôm sau, chàng đi đến ngôi làng nơi viên quản lý trong ngôi làng của cha nuôi cư ngụ. Chào hỏi xong, chàng trao ngay bức thư của viên trưởng khố. Viên quản lý xem thư xong, reo lên mừng rỡ và ra lệnh cho gia nhân chở gỗ và các vật liệu xây dựng khác đến cất một ngôi nhà hai tầng ngay giữa làng như lời dặn trong thư. Rồi ông mang lễ vật của trăm ngôi làng đến nhà viên quản khố cách đó không xa để xin làm lễ cưới. Đồng thời, ông cũng báo tin cho viên trưởng khố thành phố biết là đã làm đúng như vậy. Viên trưởng khố nhận được tin xây nhà và cưới vợ cho Gosaka muốn bật ngửa, chỉ còn biết than thầm: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phần đau buồn vì con chết, phần đau tức kế mưu sụp đổ, lòng ông lúc nào cũng như lửa đốt, và còn sinh ra chứng tiêu chảy. Ông vẫn không hạ được cơn tức tối về Gosaka. Bằng mọi giá, ta không để cho thằng khốn nạn này thừa kế gia sản. Và ông sai viên thư lại phái người gọi Gosaka về. Cô gái viên quản khố bây giờ là vợ của Gosaka, đã dặn trước đám gia nhân khi có ai từ viên trưởng khố thành phố đến,
hãy báo cho cô ta biết trước khi nói với Gosaka. Vì thế, khi người của viên thư lại đến, cô liền chặn lại hỏi thăm. Người này thật thà cho biết là viên trưởng khố bệnh tình chưa trầm trọng, ăn uống cũng còn được. Và xin gặp Gosaka để chuyển lời của cha chàng bị bệnh, muốn gặp chàng. Cô vợ không để cho Gosaka biết, ra lệnh cung cấp cho người này chỗ ở và tiền công, và bảo y ở lại đi, khi nào cô ta sai y hãy đi. Viên trưởng khố đợi mãi chẳng thấy người nhắn tin về, hỏi viên thư lại cũng không có tin tức gì, bèn phái thêm người đi nữa. Cô vợ làm y như trước. Khi người thứ ba đến, biết tin rằng viên trưởng khố bệnh đã nặng, không ăn uống nằm liệt giường, phải đổ bô luôn. Cô liền cho Gosaka hay và khuyên chàng mang vật phẩm từ trong ngôi làng về thăm cha. Nhưng khi vật phẩm được chở tới khá nhiều, nếu chất hết mọi thứ lên xe cùng đi, e chậm trễ. Do đó, cô gái bảo chồng nên để lại nhà. Chỉ có hai vợ chồng đi, và không quên dặn rằng: anh nhớ đứng đằng chân cha, còn em sẽ đứng bên gối nằm của ông. Và khi vào nhà, cô ra lệnh cho gia nhân của mình đứng canh ngay cả phía trước và phía sau nhà. Viên trưởng khố đang nằm trên giường bệnh, có viên thư lại chà sát bàn chân, và báo cho ông biết là anh con trai và dâu đã về. Khi biết rằng Gosaka đang đứng dưới chân mình, ông gọi viên thủ quỷ đọc cho ông nghe số tài sản và lợi tức của mình như sau. Dạ, tiền mặt là 400 triệu đồng, còn dụng cụ và đồ giải trí, những ngôi làng, đất ruộng, người hầu, súc vật, xe bò, xe ngựa, tổng cộng là chừng ấy. Dạ, chừng ấy. Viên trưởng khố nghe qua, định nói: tất cả tài sản này ta không cho con trai ta Gosaka. Nhưng lại nói: ta cho. Cô vợ Gosaka nghe xong, nghĩ rằng nếu ông ta nói lại lần nữa, e sẽ khác đi. Vì thế, cô giả vờ như quá đau buồn, bứt tóc kêu khóc: cha thân yêu, cha nói thật chứ? Dù vậy, chúng con cũng thật là bất hạnh khi nghe những lời của cha. Rồi với vẻ sầu khổ cùng cực, cô ngã lên người ông, đập đầu vào ngực ông, lại lăn đầu ngay giữa ngực ông, khiến ông không thể nói thêm được nữa. Viên trưởng khố chết trong lúc ấy. Người ta đi báo tin cho vua Udena biết. Vua tổ chức tang lễ xong, liền hỏi về con cái của viên trưởng khố. Biết ông ta có một người con trai là Gosaka, và đã giao hết tài sản. Vua triệu anh ta đến, Gosaka vào cung. Vua nhìn anh ta qua cửa sổ, thấy anh ta nhảy qua các vũng nước, rồi an ủi anh và ban chức trưởng khố thành phố cho anh. Anh cảm tạ vua rồi ra về. Vua đứng lại nhìn anh rời cung điện. Lần này anh không nhảy qua vũng nước mà lội qua một cách tề chỉnh. Vua ngạc nhiên, truyền gọi anh ta lại hỏi: này Gosaka, có đúng là khi đến đây ngươi nhảy qua vũng nước, còn lúc trở về thì nghiêm chỉnh bước qua? Tâu bệ hạ, quả là như vậy ạ. Tại sao vậy? Tâu bệ hạ, khi bước vào, hạ thần vẫn còn là một chú thanh niên ham chơi, nhưng bây giờ đã được bệ hạ ban cho chức tước, thần phải dẹp bỏ những ưa thích cũ và phải cư xử nhã nhặn đàng hoàng. Vua nghe nói đẹp dạ, liền phong chức cho anh ta ngay. Anh được thừa hưởng gia sản trước đây của cha nuôi với địa vị trưởng khố và trăm ngôi làng. Sau này, một dịp nọ, cô vợ Gosaka mới tiết lộ cho bà Vũ Kali về việc tráo lá thư để cứu mạng Gosaka, và từ đó mới có được vinh quang như hôm nay. Sẵn dịp đó, Vũ Kali mới khai ra Gosaka đã bị cha nuôi mưu hại 7 lần như thế nào. Khi chồng về, cô vợ thuật lại hết câu chuyện, nhưng anh ta không tin, bèn đi hỏi bà Vú. Nghe kể lại tự sự, Gosaka bàng hoàng cả người và thấy mình quả có phước đức mới thoát khỏi 7 lần chết khủng khiếp. Do đó, anh ta tự hứa với lòng là sẽ không sống đời phóng dật nữa, mà cố gắng chuyên tâm chánh niệm. Anh không quên bố thí cho người nghèo khó mù lòa 1.000 đồng mỗi ngày, và giao cho người quản lý thổi trước việc đó. Tại thành phố Badavati,
có viên trưởng khố tên là Padavatiya, vốn là bạn trưởng khố Gosaka. Họ chưa hề gặp mặt, chỉ kết bạn vì nghe thương buôn qua lại giữa hai thành phố ca tụng tuổi tác và tài sản hai bên. Và từ đó, họ trao tặng phẩm vật cho nhau. Về sau, bệnh dịch tả hoành hành trong nhà Padavatiya. Trước hết là ruồi, côn trùng chết, rồi lần lượt chuột, gà vịt, heo bò, nô lệ trai và gái, cuối cùng là người trong gia đình. Padavatiya cùng vợ và con gái nhờ phá tường chạy trốn nên thoát chết. Họ nhắm hướng Kosambi, định tìm đến Gosaka. Dọc đường, lương thực khô cạn, họ kiệt sức vì đói khát và phải phơi mình dưới nắng gió. Vất vả lắm, họ mới đến được Kosambi. Sau khi tắm xong trong một hồ nước, họ thấy dễ chịu, rồi vào nghỉ trong nhà trạm ở cổng thành. Viên trưởng khố kể cho vợ con biết là bạn của ông, viên trưởng khố tại đây, mỗi ngày đều phân phát 1.000 đồng tiền cho kẻ nghèo khó mù lòa, và ông quyết định ở lại đây vài ngày, cho con gái đến chỗ bố thí xin thức ăn về, lấy lại sức rồi mới đi gặp bạn. Thế là cô gái nhà giàu, hết cả kiêu hãnh trong cơn hoạn nạn, cố giấu xấu hổ, cầm bát đi với đám dân nghèo xin ăn. Người ta hỏi cô xin mấy phần, lúc đầu cô xin 3 phần. Ngày hôm sau, cô xin 2 phần. Và hôm sau nữa, chỉ còn có 1 phần. Ngày đầu tiên, cha cô được mẹ cô an ủi và nài nỉ mãi mới chịu ăn của bố thí đó, nhưng vẫn không tiêu nổi. Do đó sáng sớm hôm sau ông qua đời. Rồi hôm sau đến lượt mẹ cô cũng bỏ cô mà đi theo cha. Còn lại một mình, cô gái nằm lăn ra, rồi khóc lóc than van cho số phận bất hạnh và cảnh đời bất trắc của mình. Nhưng cơn đói cào cấu ruột gan đã khiến cô ngồi dậy, vừa khóc vừa đi theo đoàn ăn mày xin cơm. Người quản lý Mita nhớ rằng cô gái đã nhận thức ăn 3 ngày liên tiếp, nên nạt đùa. Hỏng, thứ đàn bà tôi, rốt cuộc hôm nay mày đã biết cái bụng mày chứa được bao nhiêu chưa? Vốn là con nhà thế phiệt, lại hiền lành nhút nhát, cô nghe như bị kim châm muối sát, cô chỉ biết nghẹn ngào hỏi. Thưa ngài, vậy nghĩa là sao? Hôm kia mày lấy 3 phần, hôm qua lấy 2, còn hôm nay chỉ lấy 1. Vậy là tới hôm nay mày mới biết bụng mày chứa được bao nhiêu cơm. Thưa ngài, không phải tôi lấy những phần ấy cho tôi. Vậy tại sao mày lấy? Hôm kia tôi có 3 người, hôm qua có 2, bây giờ chỉ còn 1 mình tôi. Cô gái kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Mita nghe xong không cầm được nước mắt. Ông bảo cô gái lòng đầy trắc ẩn. Con thân yêu, trước đây con là con gái của Padavatiya, nhưng từ nay trở đi con là con gái của ta. Một hôm, cô nhận thấy chỗ phân phát thức ăn luôn ồn náo, bèn góp ý với cha nuôi làm lối đi từ 2 cổng ra vào đến chỗ phát thức ăn, có hàng rào bao quanh. Người ta sẽ vào bằng cửa này, lãnh thức ăn xong, ra bằng cửa kia, lần lượt theo lối đi. Như vậy sẽ trật tự và êm thấm. Cha cô bằng lòng và cho thi hành. Từ đấy, cô gái vốn tên là Sama, nay thêm Vati, nghĩa là hàng rào. Trưởng khố Gosaka lâu nay đã nghe quen tiếng ồn náo nơi phân phát thức ăn, và cũng thích thú xem đó là sinh hoạt trong nhà ăn của mình. Hôm nay lại im lặng, ông ngạc nhiên hỏi quản lý Mita, và nhờ đó được biết cô con gái mồ côi của Padavatiya bạn mình. Gosaka liền nhận cô gái làm con nuôi. Vào ngày lễ hội trong thành, các tiểu thư con nhà vọng tộc được phép ra ngoài tắm sâu. Và khi Samavati, con gái nuôi của Gosaka cùng 500 tỳ nữ đi tắm, ngang qua cung điện, lọt vào mắt vua Udena, nên được lệnh tiến cung. Ban đầu, Gosaka không tuân lệnh vì sợ mang tiếng là bạc đãi con gái nuôi. Nhưng sau khi bị vua niêm phong hết nhà cửa và chính Samavati bằng lòng, ông mới vâng lệnh thánh chỉ, từ đó nàng trở thành hoàng hậu. Udena được Vasuladatta. Vua Udena còn có một thứ phi khác là Vasuladatta.
con gái của vua Kanda Bachata xứ Ueni. Câu chuyện như sau. Một hôm, từ hoa viên trở về, vua Kanda Bachata nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ của mình, rồi hỏi đám cận thần. Còn có ai đẹp rực rỡ như ta chăng? Họ đáp. Vua Odena xứ Kosambi rực rỡ hơn bội phần. Vậy thì hãy bắt ông ta làm tù binh. Không có bắt hắn được đâu, tâu bệ hạ. Sao vậy? Vì ông ta biết cách dẫn dụ loài voi, có thể đuổi voi đi hay bắt voi lại tùy ý bằng cách đọc chú và chơi đàn nữa. Không ai có nhiều voi cưỡi như Odena đâu. Vậy là không thể bắt được ông ta sao? Nếu bệ hạ mà nhất quyết muốn bắt, hãy làm một con voi bằng gỗ đi, đưa đến gần vua Odena. Lại tạo thêm tiếng ngựa hí ha, vua sẽ đi ra xa để xem là voi hay ngựa và sẽ bị bao vây ngay. Lúc đó ngài có thể bắt vua. Quả là diệu kế. Rồi vua cho làm một con voi mái bằng gỗ, bọc vải và sơn thật khéo, xong mang đặt trên bờ hồ gần xứ của kẻ thù mình. Trong bụng con voi có 60 người đi tới lui, thỉnh thoảng họ xúc những sẻn phân voi đổ ra ngoài. Một tiều phu trông thấy voi, liền tâu lên vua Odena. Vua và đám tùy tùng liền theo tiều phu đi xem voi. Đường đi của họ đều bị gián điệp theo dõi và báo tin cho vua Kanda Bachata, và một toán quân được phái đến sát bên Odena, nhưng không để cho vua biết. Rồi Odena gãy đàn và đọc thần chú thâu phục voi, nhưng không kết quả. Voi được những người núp trong bụng điều khiển, chạy như vũ bão, như không hề nghe bùa phép. Vua thúc ngựa phi nước đại để cố theo kịp voi, nên quân lính bị rớt lại đằng sau xa lắc. Khi chỉ còn một mình, người của Kanda Bajota mai phục sẵn hai bên, ùa ra bắt Odena. Quân lính của Odena thấy vua mình bị sa vào tay kẻ thù, bèn xây một doanh trại ngay bên ngoài xứ Ujjaini và ở lại đó. Kanda Bajota bắt sống và tống giam kẻ thù xong, mở tiệc ăn mừng 3 ngày. Odena nằm trong ngục tối, đến ngày thứ 3, đánh bạo hỏi người gác ngục. Này anh, vua của anh ở đâu vậy? Đang chè chén say sưa vì bắt được kẻ thù. Vua của anh hành động chẳng khác gì đàn bà. Hắn đã bắt được ta, một là tha, hai là giết đi. Lẽ nào đã làm nhục ta mà còn chè chén say sưa nữa? Gác ngục đi báo, và nhà vua liền đến hỏi Odena. Có phải mi đã nói như thế? Vâng, đại vương. Tốt lắm, ta sẽ tha cho ngươi nếu như ngươi chịu trao bùa chú cho ta. Đồng ý, nhưng khi ngài nhận bùa chú, ngài có chịu lễ kính ta không? Lễ kính ngươi à? Không. Thế thì ta không trao cho ngài. Ta sẽ hành hình ngươi. Ta không sợ, vì ngài chỉ là chủ thân xác ta, chứ không làm chủ tâm hồn ta. Nghe Odena trả lời bướng bỉnh như thế, nhà vua bối rối, không biết làm sao để đoạt được phù phép. Bỗng vua nghĩ ra một kế, liền bảo. Ngươi bảo là sẽ tiết lộ bài chú cho người nào lễ kính ngươi phải không? Vâng, đại vương. Tốt lắm. Trong nhà ta có một mụ lưng gù, bà ta sẽ ngồi sau bức màn để nghe ngươi dạy thần chú. Gù hay què gì cũng được, miễn là lễ kính ta thì ta dạy thần chú. Rồi nhà vua đến gặp công chúa Vasuladatta. Con cưng, có một người cùi biết được câu thần chú rất linh nghiệm và quý báu. Con hãy ngồi bên trong bức màn để hắn dạy con thần chú. Con nên học với hắn, bởi vì cha không muốn ai khác được biết, rồi cha sẽ học lại với con. Sở dĩ nhà vua phải bịa ra gù lưng và cùi hủi vì sợ hai người yêu nhau. Một hôm, đến một câu chú sau đó mà Vasuladatta không thể đọc lại cho đúng, dù Odena đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Tức quá, Odena la lên. Đồ gù đần độn, môi dày mo, má chừ bự, mi đang nhận mấy cái tát. Vasuladatta cũng giận dữ không kém. Đồ hủi hung tợn, mi nói gì? Dám gọi ta là đồ gù hả?
Udena ngạc nhiên, vén màn lên và hỏi: Cô là ai? Tôi là công chúa Vasuladatta. Cha cô bảo với tôi, cô là người gù lưng. Còn ông, vua nói là bị cùi. Rồi cả hai đồng nói một lượt. Vua nói thế thì sao chúng ta yêu nhau? Và quả như thế, tình yêu đến, nên từ đó trở đi, họ hết học, hết dạy. Nhà vua không biết, thỉnh thoảng lại hỏi con gái. Này con đang học bài hả? Công chúa tỉnh bơ đáp. Vâng, thưa cha. Ngày kia, Udena bảo với người yêu rằng một người chồng có thể làm được những việc mà cha, mẹ, anh, chị không làm được. Và nếu nàng cứu được Udena, thì sẽ được ban 500 người tùy tùng và phong làm hoàng hậu. Công chúa bằng lòng và đến gặp cha, xin mở cửa và một con voi để cưỡi, vì cần đi ra ngoài ban đêm. Theo sự chỉ dẫn của các tinh tú, tìm một loài dược thảo dùng trong chú thuật. Vua thuận cho, và họ được phép đi lúc nào tùy ý. Lúc bấy giờ, vua có 5 vật chuyên chở. Một con voi cái tên Badavati có thể đi 50 dặm một ngày. Một nô lệ tên Kaka có thể đi 60 dặm một ngày. Hai ngựa cái Selakanthi và Munchakeshi có thể đi 500 dặm một ngày. Và một voi tên Nalagiri có thể đi 120 dặm một ngày. Chuyện quá khứ, Kanda Bajota được 5 vật chuyên chở. Hình như trước khi Phật hiện tại ra đời, thì nhà vua đã là nô lệ cho một trưởng giả. Có lần trưởng giả đi ra ngoài thành tắm, trở về gặp một vị Phật độc giác khất thực trong thành trở ra, với bình bát sạch như lao, bèn hỏi: Bạch tôn giả, ngài có nhận được gì không? Tôi đã đi một vòng và giờ ra khỏi thành đạo hữu à. Ngài không trả lời ngay câu hỏi, mà nói ra điều không hỏi, nhưng vẫn có nghĩa là không nhận được thức ăn. Nhìn vào bình bát, thấy trống không, trưởng giả thỉnh ngài đợi một lát rồi vội vã về nhà. Lúc bấy giờ, áp lực xấu ác của Mara trùm khắp thành. Nó còn giả dạng đến hỏi ngài sao không nhận được thức ăn và khuyên ngài trở lui. Nhưng ngài quyết chí không trở lui, vì biết rằng một lần nữa Mara sẽ dùng quyền lực sai khiến dân cư reo hò và chọc phá ngài. Thấy nhà có thức ăn sẵn, trưởng giả vội bảo tên hầu chạy hết sức đến gặp Phật và lấy bình bát mang về gấp. Trưởng giả để thực phẩm đầy bát xong, lại bảo tên hầu tức tốc mang bát giao lại cho Phật, với lời hứa rằng sẽ nhường cho anh ta công đức này. Tên hầu đi và mau như tên bắn, và khi đưa bát cho Phật đã bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã đi và về nhanh hết sức của mình. Do phước báo của sự nhanh nhẹn này, con mong rằng sẽ được 5 vật chuyên chở có thể đi 50, 60, 100 và 120 dặm một ngày. Thời gian đi và về đó, thân con hung nóng với tia nắng mặt trời. Do phước báo việc làm này, con mong rằng dù tái sanh ở nơi nào, con cũng sẽ được quyền lực bằng sức mạnh những tia nắng mặt trời. Chủ con đã nhường công đức của sự cúng dường này. Do phước báo đó, con mong được dự phần vào giáo pháp ngài đã ngộ. Phật hứa khả: Sẽ được vậy. Và ngài nói kệ: Mong mọi sở nguyện thí chủ được thành tựu tốt đẹp. Mong mọi sở nguyện thí chủ viên mãn như trăng rằm. Mong mọi sở nguyện thí chủ được thành tựu tốt đẹp. Mong mọi sở nguyện thí chủ viên mãn như ngọc lộ quang. Đó là việc làm của vua Kanda Bajota trong kiếp trước, và do phước báo này, vua có 5 vật chuyên chở. Một hôm, nhân lúc vua Kanda Bajota dạo chơi vườn Thượng Uyển, Udena bỏ trốn. Ông nhét đầy tiền vàng và bạc vào nhiều túi da lớn, xong đặt lên lưng voi cái, rồi đỡ Vasuladatta lên yên và họ ra đi. Quân thị vệ trông thấy, liền phi báo cho vua. Vua sai lính tức tốc đuổi theo. Udena bèn mở túi vàng, rải tiền vàng xuống đường. Quân truy nã dừng lại nhặt vàng, rồi mới đuổi tiếp. Ông lại mở túi bạc rải dưới đất.
quân truy nã cứ mãi ngừng lại để nhặt bạc nên chậm trễ. Để Odena chạy thoát về danh trại dựng ngoài thành, quân lính của Odena trông thấy ông nhiệt liệt đón mừng và hộ tống ông về Kosambi. Sau đó, ông tổ chức lễ cưới và tấn phong Vasuladatta lên ngôi thứ phi. Đức Phật từ chối Maganbija. Một thứ phi khác của vua Odena là Maganbija, nguyên là con gái của một bà la môn tên là Magandija, sống ở xứ Kuru. Mẹ cô và cả chú út, em của cha cô, cũng tên là Magandija. Cô ta đẹp như thiên nữ, nên ông bà la môn khó tính không thấy ai. Kể cả những chàng trai vọng tộc nhất trong xứ đã đến cầu hôn, xứng đáng để làm rể đông sàng. Ngày kia, sáng sớm Đức Đạo Sư quan sát thế gian, nhận thấy bà la môn Magandija và vợ ông có đủ duyên lành chứng quả Anaham. Ngài đắp y, ôm bát đến vùng ven phố thị, nơi bà la môn đang tế thần lửa. Ông ta ngắm nhìn thân Như Lai thấy toàn hảo, thầm nghĩ không ai trên thế gian có thể so bì với người này. Ta sẽ gả con gái cho ông để nâng khăn sửa túi. Ông ta nói với Đức Đạo Sư: Này tỳ kheo, tôi có cô con gái độc nhất và chưa thấy ai xứng đáng với nó trừ ông. Ông phải có một người vợ và nó phải có một tấm chồng. Tôi sẽ gả nó cho ông. Hãy đứng đợi tại đây cho đến khi tôi trở lại nha. Đức Đạo Sư đứng yên, không nói một lời. Người bà La Môn vội vã về nhà, hớn hở bảo với bà vợ: Bà ơi, bà ơi, tôi đã gặp một người xứng với con gái ta rồi. Mau lên, mặc cho nó bộ đồ đẹp đẽ vào. Rồi ông dẫn vợ con đến gặp Đức Đạo Sư. Cả thành xôn xao: Mọi khi lão này chê bai đủ kiểu, khi người nào đến cầu hôn cho con gái lão á, nhưng nghe đồn rằng hôm nay lão ta đã gặp một người môn đang hổ đói rồi. Không biết mặt mũi anh chàng này ra sao mà lão chấn đầu vậy đó. Rồi họ theo ông đi xem anh chàng tốt số. Trong thời gian đó, Đức Đạo Sư thay vì đứng yên chờ đợi, ngài bỏ đi, để lại một dấu chân. Dấu chân Phật chỉ xuất hiện trên chỗ đã bước, không có ở chỗ khác, và chỉ người nào đủ phước duyên mới thấy được. Dù voi rừng hay thú hoang có dẫm lên hay mưa bão dữ dội, gió giông gào thét thổi đến, cũng không xóa được dấu chân của Phật. Đến nơi cũ, người Bà La Môn ngạc nhiên không thấy Phật. Nhìn quanh quất một hồi, ông phát hiện dấu chân. Vợ người Bà La Môn thuộc lòng ba bộ Vệ Đà, luôn cả những bài thơ liên quan đến tướng số. Bà lẩm bẩm đọc lại và xem xét tỉ mỉ hình nét dấu chân trước mặt. Cuối cùng bà kết luận: Ông ơi, đây không phải là dấu chân của người chạy theo ngũ dục. Rồi bà đọc kệ: Dấu chân người tham dục cạn cợt, của ác nhân lúng mạnh xuống đường. Người ngu si dấu thường lết bết, đây dấu chân người hết dục tham. Người Bà La Môn không tin lời vợ nên nạt đùa: Bà khéo tưởng tượng, bà lúc nào cũng thấy cá sấu ở trong chậu nước, ăn trộm mới núp trong nhà. Thôi im đi, im đi. Bà vợ vẫn một mực đoan chắc: Ông ưa nói gì thì nói, nhưng đây không phải là dấu chân người chạy theo ngũ dục. Người Bà La Môn vẫn đi lòng vòng tìm kiếm, chợt thấy Đức Đạo Sư liền mừng rỡ reo lên: À, thấy chưa, ông ta đây rồi. Và ông thưa với Phật: Này tỳ kheo, tôi gả con gái tôi cho ông để nâng khăn sửa túi đó. Đức Đạo Sư thay vì trả lời ưng thuận hay không, lại bảo: Bà La Môn, ta có vài việc để nói với ông. Và ông ta lắng nghe Đức Đạo Sư kể chuyện Ma Vương đã theo đuổi ngài như thế nào, từ lúc xuất gia đến khi ngồi dưới cội bồ đề. Cuối cùng chính Ma Vương ngồi dưới cây bồ đề, thiểu não buồn rầu, vì thấy quyền lực của mình không làm gì Phật được. Con gái Ma Vương bèn đến an ủi cha, rồi biến thành thiếu nữ trẻ và đàn bà đứng tuổi để cố quyến rũ Phật. Đức Đạo Sư lúc đó nói rằng: Đã thấy rõ khác ái, sầu buồn, dục lạc, ta đâu còn ưa hạnh phúc tình yêu. Tấm thân kia chứa các thứ tiểu tiêu, ta không muốn dù dùng chân chạm đến. Ngay khi Phật kết thúc bài kệ, người Bà La Môn và vợ chứng Anaham. Còn Magandija tự nhủ:
Nếu ông này không cần ta, kể cũng đúng. Nhưng nói người ta chứa đầy phẫn tiểu thì thật quá lắm. Được rồi, với dòng dõi, địa vị xã hội, tài sản và sức quyến rũ của tuổi thanh xuân sẵn có, ta sẽ được một tấm chồng xứng đáng. Và rồi ta sẽ biết phải làm gì đối với Sa Môn Cồ Đàm. Từ đó, cô nuôi lòng căm ghét Đức Phật. Đức Phật biết cô căm ghét Ngài, nhưng Ngài vẫn độc kệ vì lợi ích cho hai người kia, để họ chứng thánh quả, chứ không quan tâm đến lòng thù hận trực tiếp chống lại mình. Cha mẹ cô gửi cô cho chú Kula Magadhyaya từ bỏ thế gian. Sau đó chứng quả A-la-hán, chú Magadhyaya biết cháu mình chỉ xứng đáng làm vợ vua, nên trang điểm cho nàng đủ món trang sức, rồi đưa đến Kosambi dâng lên cho vua Udena. Vua hài lòng, làm lễ đăng quang cho nàng lên ngôi thứ phi với 500 thị nữ. Vậy là vua Udena có 3 bà vợ với 1.500 thị nữ. Cái chết của Samavati và Magadhyaya, các vị trưởng khóa, các tỳ kheo và vị thần cây. Có 3 vị trưởng khố cùng ở Kosambi là Gosaka, Kukuta và Pavariya. Mùa mưa gần đến, hàng trăm ẩn sĩ từ Hy Mã Lạp Sơn về thành khất thực. Cả 3 vị trưởng khố hoan hỷ cung cấp tọa cụ và cúng dường thức ăn, và còn dâng cúng vòng ốc trong nhà mình suốt 4 tháng mưa khi các vị ẩn sĩ chịu ở lại. Từ đó, thường thường sau 8 tháng trong Hy Mã Lạp Sơn, các ẩn sĩ về ngủ 4 tháng mưa nơi 3 trưởng khố. Một lần từ Hy Mã Lạp Sơn trở về thành, các vị ẩn sĩ ngồi nghỉ dưới gốc một cây đa to trong rừng vắng. Vị già nhất vừa nghĩ đến xin nước uống nơi vị thần cây, chắc là một vị đại lực thần vương, thì lập tức họ được nước uống. Nghĩ đến thức ăn thì cũng được thức ăn, rồi nhìn thấy thần cây cũng được nhìn thấy. Thần cây tách khỏi thân cây chui ra. Các vị ẩn sĩ đến gần ông và hỏi, làm thế nào ông được đại thần lực như vậy? Vị thần khiêm tốn, thấy công đức mình nhỏ nhoi, không muốn nói, nhưng vì bị nài nỉ mãi, đành phải kể lại chuyện quá khứ. Việc làm trước đây của thần cây. Thần cây xưa là một người nghèo, sinh sống nhờ tìm được việc làm với ông cấp cô độc. Vào ngày bác quan trai từ tinh xá trở về nhà, cấp cô độc hỏi gia nhân có cho người làm này biết hôm nay là ngày trai giới không. Họ chưa cho biết. Ông liền bảo nấu cho anh ta phần cơm tối. Nhưng khi dọn cơm lên, anh ta đã từ chối không ăn, dù đã làm việc cực nhọc suốt ngày trong rừng. Sở dĩ ông ta nhịn ăn vì được biết hôm nay là ngày trai giới. Chiều nay thật là im lìm, khác với mọi chiều, tiếng ồn vang dội. Nào là cho tôi cơm, cho tôi nước súp, cà ri, vân vân. Mọi người đều giữ giới không ăn chiều. Ngay cả đứa bé còn ẵm ngửa. Sau khi súc miệng, họ chỉ ngậm 4 viên kẹo. Một đèn dầu thơm thắp sáng cả phòng, và già trẻ đều đọc lên 32 yếu tố của thân. Riêng anh, vì hay tinh trễ, mới bắt đầu ngày trai chiều nay, nên được hưởng nửa công đức. Đến tối, anh bắt đầu thấy khó chịu vì quá đói. Anh nịch một sợi dây quanh mình và nắm đuôi dây nịch trong tay. Anh cứ siết thêm mãi. Trưởng giả hay được, cầm đuốc đến chỗ anh và lấy 4 viên kẹo cho anh, nhưng anh vẫn không ăn. Vì không muốn mất luôn nửa công đức của ngài trai, anh kiên trì giữ giới như thế cho đến khi mặt trời mọc thì lìa đời như một vòng hoa héo và tái sanh vào cây đa này. Phần kết. Chuyện trưởng khố tỳ kheo và thần cây. Rồi thần cây kết luận: trưởng giả đã cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, và nhờ ông ta tôi hưởng được phước báo nửa ngày trai giới, nên mới có đại thần lực này. 500 ẩn sĩ nghe đến danh hiệu Phật liền chổi dậy, giang tay ra trong thái độ tôn kính và khẩn cầu vị thần cây hãy nói Phật Đà. Họ yêu cầu thần cây nói lên niềm tin của mình bằng cách lặp lại 3 lần Phật Đà,
Phật Đà, Phật Đà. Rồi họ trịnh trọng tuyên bố: rất khó mà nghe được danh hiệu này trên thế gian. Và kết luận: thần nhân, ông đã cho chúng tôi nghe được một âm thanh mà biết bao trăm ngàn kiếp chúng tôi không hề nghe. Rồi các môn đệ ngỏ ý với thầy, họ muốn đi đến Đức Đạo Sư. Và tất cả đều đồng ý là ngày mai, sau khi nhận thức ăn nơi ba vị trưởng khố, nói cho ba vị ấy biết ý định rồi sẽ lên đường. Cả ba, sau khi dâng tọa cụ và cúng dường cháo đặt tại nhà mình, được biết đoàn ẩn sĩ sẽ đi ngay, thì không tránh khỏi ngạc nhiên, nên hỏi: thưa tôn giả, không phải các ngài đã hứa ở lại với chúng tôi 4 tháng 10 sao? Bây giờ các ngài đi đâu? Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, Pháp đã ra đời, Tăng đã ra đời, do đó chúng tôi đi gặp Đạo Sư. Nhưng chỉ có các ngài mới xứng đáng đi đến Đức Đạo Sư sao? Không ngăn cấm ai hết, đạo hữu à. Vậy chúng tôi cùng đi. Vì còn phải chuẩn bị, nên ba vị trưởng khố để đoàn ẩn sĩ đi trước. Họ đến Thế Tôn, xưng tán, đảnh lễ ngài và cung kính ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp tuần tự cho họ. Và ngay khi kết thúc bài pháp, tất cả đều chứng A-la-hán cùng các thứ thần thông. Rồi họ xin gia nhập tăng đoàn. Phật bảo: hãy đến các tỳ kheo. Họ liền trở thành tỳ kheo, có đầy đủ y bát do thần lực tạo ra. Về phần ba chưởng khố, thì sắm những thứ cúng dường cần thiết như y phục, ngọa cụ, bơ, mật, mật mía, vân vân. Chở mỗi thứ 500 xe đến xá vệ. Gặp Phật, họ đảnh lễ, nghe pháp và cuối bài pháp chứng quả dự lưu. Họ ở lại với Thế Tôn 2 tuần, cúng dường và thỉnh Phật đến Kosambi. Trở về xứ, chưởng khố Gosaka xây tinh xá Gosita, Kukuta xây tinh xá Kukuta, Pavariya cất tinh xá Pavariya. Xong họ thỉnh Phật đến và lần lượt hầu hạ. Đức Phật ở mỗi tinh xá 1 ngày và thọ thực tại đó. Cả ba chưởng khố có người hầu là Sumana làm vườn, phục vụ họ đã lâu. Anh ta xin cúng dường Phật và được dành cho ngày mai. Khujutara chuyển hóa thành Samavati. Anh làm vườn Sumana vẫn thường bán hoa cho Khujutara, nữ tỳ của hoàng hậu Samavati. Nhưng hôm đó, anh không cắt hoa giao cho hoàng cung, mà dành để dâng Phật vì anh đã thỉnh Phật về nhà cúng dường. Ngoài những lời xin lỗi Khujutara, anh còn mời nàng ở lại. Xin cô đợi tôi hầu Phật và nghe pháp, sau đó cô có thể lấy hết số hoa còn lại. Cô đồng ý. Khi Phật dẫn đầu tăng đoàn đến nhà, Sumana đỡ lấy bình bát và được Phật hồi hướng công đức. Những lời này khiến Khujutara chứng quả dự lưu. Từ trước đến giờ, trong số tiền 8 đồng của vua Udena dành cho hoàng hậu Samavati mua hoa, cô thường cất riêng 4 đồng cho mình và chỉ mua 4 đồng hoa. Nhưng ngày hôm nay, cô mua cả 8 đồng mang về. Hoàng hậu ngạc nhiên thấy số hoa gấp đôi mỗi ngày, hỏi ra mới biết tự sự, và lý do nhờ nghe bài thuyết pháp của đấng giác ngộ tối thượng. Thay vì nổi giận mắng nhiếc cô tỳ nữ và đòi lại số tiền cô đã bớt xén, bà lại sanh tâm hoan hỷ, muốn được uống dòng pháp bất tử đó. Và trước khi trùng tuyên bài pháp của Như Lai, Khujutara được hoàng hậu tắm cho với 16 bát nước thơm, được mặc vào y phục đẹp bằng vải mịn, từ đồ lót đến áo khoác vai, và cũng được dọn sẵn một chỗ ngồi. Cô đã thuyết pháp cho 500 cung nữ nghe y như Thế Tôn đã thuyết. Ngồi pháp tòa, tay cầm chiếc quạt có hình vẽ, mọi người nghe xong đều vui mừng bảo cô: này bạn, từ nay trở đi đừng làm việc tội lỗi. Hãy là một bà mẹ và một đạo sư của chúng tôi nha. Hãy đến Thế Tôn, nghe đủ hết pháp đã giảng, và về đây trùng tuyên lại cho chúng tôi. Phải đó. Cô đã thi hành thật trung thực lời dặn dò, đến nỗi sau đó cô thuộc lòng hết tam tạng, và Đức Phật cũng đã xác nhận là trong hàng cư sĩ nữ, người đã học thuộc thánh điển và có thể giảng giải pháp đệ nhất là Khujutara. 500 cung nữ sau những lời pháp của Khujutara đều phấn khởi và mong muốn gặp Thế Tôn.
nhưng với luật lệ cung cấm, cung nữ không thể tự do đi ra ngoài. Vì vậy, Kujutara bảo họ hãy đục lỗ trên tường, mang sẵn hương hoa để đó. Khi Thế Tôn đến cửa nhà ba chưởng khố, từ trong phòng mỗi người nhìn qua lỗ tường sẽ thấy được Ngài để đảnh lễ và xưng tán. Magandhya âm mưu chống lại Samavati và Đức Phật. Một hôm, Magandhya rời cung điện đi bộ đến giải phòng cung nữ. Và ngạc nhiên khi thấy những lỗ hổng trên tường, hỏi ra mới biết là vì các cung nữ muốn chiêm ngưỡng và xưng tán Phật. Bà muốn mưu hại Samavati và Phật, nên tâu với vua Udena là Samavati và đám cung nữ tùy tùng sẽ phản bội vua, và trong vài hôm nữa sẽ hại mạng vua. Nhưng vua không tin. Bà cứ tâu tới tâu lui bên tai, nhưng vua vẫn không tin. Bà bèn thỉnh vua đến khu vực của Samavati, chỉ những lỗ hổng trên tường. Vua hỏi tại sao, và khi hiểu được lý do, vua không nói lời nào. Chỉ truyền lấp hết lỗ hổng và cho làm cửa sổ có một khoảng hở ở trên tại tất cả các phòng. Người ta nói, loại cửa sổ hở trên ra đời từ đó. Không bôi nhọ được Samavati cùng các cung nữ, Magandhya quay sang tìm cách lăng nhục Đức Phật. Bà xúi dục những tên côn đồ đi sau Phật, mắng nhiếc và nhục mạ Ngài với đủ lời lẽ nặng nề. Mày là một tên trộm, đồ ngu ngốc, đồ điên, đồ lạc đà, đồ bò tót, đồ lừa, đồ ở địa ngục, đồ thú vật. Mày không có hy vọng được giải thoát đâu. Những trừng phạt sẽ đến với mày. Sẽ bị trừng phạt. Tôn giả A Nan nghe những lời chửi bới quá thâm tệ, không chịu nổi, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, dừng ở đây mắng nhiếc và nhục mạ chúng ta, chúng ta hãy đi nơi khác. Ta sẽ đi đâu, A Nan? Đến thành phố khác, thưa Thế Tôn. Nếu ở đó người ta cũng chửi mình, thì sẽ đi đâu, A Nan? Thì sẽ đi chỗ khác nữa, thưa Thế Tôn. Nếu ở đó người ta cũng chửi mình nữa thì sao? Chúng ta lại đi đến chỗ khác, thưa Thế Tôn. A Nan, đừng nói thế. Ở đâu có khó khăn thì phải giải quyết ở đó. Ổn thỏa rồi mới được phép đi nơi khác. Nhưng ai chửi ông, A Nan? Bạch Thế Tôn, mọi người đều mắng nhiếc chúng ta, bọn côn đồ và cả đám dân kia nữa. A Nan, ta như con voi xông ra trận. Bổn phận của voi xông trận là hứng chịu những mũi tên từ bốn phía. Đúng thế, bổn phận của ta là kham nhẫn những lời nói ác độc. Rồi Phật thuyết pháp về chính Ngài với ba pháp cú như sau trong Phẩm Voi: Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. La thuần, chủng loài ngựa xin, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Bài pháp đã đem lại lợi ích cho những người lúc ấy đang tụ tập xung quanh. Rồi Đức Phật khuyên A Nan: A Nan, đừng phiền muộn. Những người này chỉ mắng nhiếc ông trong 7 ngày. Đến ngày thứ 8 họ sẽ yên lặng. Khó khăn đến với Phật không kéo dài quá 7 ngày. Magandhya tuy thất bại trong âm mưu đẩy Phật ra khỏi thành, vẫn không lùi bước. Bà lập kế hại bọn cung nữ kính tín Phật. Bà dặn chú của bà là thầy tư tế trong cung mang theo 8 con gà sống và 8 con gà chết vào hầu vua, lúc đó đang uống rượu với bà. Người chú vào cung, đến bậc thềm cao nhất thì đứng ở đó. Không muốn vào chỗ ngự ẩm, bà liền bảo tiểu đồng cho đến lấy 8 con gà sống dâng vua, và suối vua ra lệnh cho cung nữ của Samavati nấu nướng dâng lên vua. Vua chuẩn tấu, tiểu đồng y lệnh ra đi, rồi trở về tâu lời của các cung nữ: Chúng ta không giết hại sinh vật. Chúng ta không giết hại sinh vật. Đúng rồi, chúng ta không có giết hại sinh vật. Magandhya lại tiếp tục toan hót: Đại dương, muốn biết họ có thực sự giết hại sinh vật hay không, xin bệ hạ cứ bảo nấu nướng gửi đến Sa Môn Cồ Đàm.
Vua nghe theo, lại sai tiểu đồng đi đến các cung nữ lần nữa. Nhưng lần này, chú mang 8 con gà sống đến thầy tử tế trước để đổi lấy 8 con gà chết, rồi mới giao lệnh vua đến các cung nữ. Vua ra lệnh nấu những con gà này dâng Đức Phật. Lần này họ nhận lời. Dĩ nhiên, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Đây là bổn phận của chúng tôi. Đúng rồi. Phải đó. Tiểu đồng trở về tâu lại đúng như vậy, và Maganiya không bỏ lỡ dịp gièm pha với vua. Đại vương thấy chưa, họ không làm theo ý ngài mà chỉ hướng về người khác. Nhưng vua vẫn giữ yên lặng, tha thứ cho họ. Maganiya tức tối, không biết làm gì hơn, đành cố nuốt hận chờ dịp khác. Nhà vua có thói quen đến với mỗi hoàng hậu 7 ngày. Biết rằng ngày hôm sau vua sẽ đến cung của Samavati, Maganiya nhắn người chú gửi cho bà một con rắn đã tẩm thuốc độc vào răng. Đi đầu, vua Odena vẫn mang theo cây đàn dùng chú thuật lũ voi. Trong bao đàn có thủng một lỗ, và bà đã cho con rắn vào đó, xong bích lại với một bó hoa. Khi vua sắp đi đến cung Samavati, bà bèn kể cơn mộng dữ và xin can vua đừng đến đó. Vua không nghe, bà lại đòi đi theo. Dù nhà vua không đồng ý lắm, được Samavati và cung nữ hầu cận mặc y phục, xong ướp hương hoa và trang sức xong, vua ăn uống thân mật và lên giường, để đàn bên gối. Maganiya giả vờ đi tới đi lui, thừa lúc không ai để ý, rút bó hoa trong cây đàn ra. Con rắn đã bị bỏ đói trước đó mấy ngày, trườn ngay ra khỏi lỗ thủng, ngóc đầu và rít lên, cuốn mình trên đầu giường. Maganiya làm như bất ngờ thấy con rắn, hoảng hốt la lên. Đại vương, con rắn kìa! Và bà càm ràm trách móc. Ông vua dại dột, xui xẻo này, chẳng chịu nghe ta nói gì cả. Những tên vô lại này thật không biết hổ thẹn. Chúng làm như không nhận được ân huệ gì của vua, mà còn muốn vua chết để sống sung sướng. Nhưng khi nào vua còn sống, thì chúng sẽ còn chật vật. Đại vương, thiếp đã báo động về cơn ác mộng và đã can ngài đừng đến cung Samayati, mà ngài nào có nghe đâu. Nhà vua thấy rắn sợ chết khiếp, lửa giận phừng phừng, ông gầm lên. Chúng đã cả gan làm việc tày trời như vậy, thật là tội lỗi. Ta đã không nghe Maganiya khi nàng kể ra nết xấu tật hư của chúng. Nào là đục lỗ trên tường nhà để ngồi nhìn ở đó, bảo nấu gà cho ta thì chúng trả lại, và hôm nay bỏ rắn trên giường của ta. Trong khi đó, Samavati hết lời khuyên giải 500 cung nữ của nàng. Các bạn, chúng ta không còn nơi nương tựa nào khác. Hãy thật tình yêu mến vua và hoàng hậu như thương chính mình vậy. Đừng giận dữ bất cứ ai nha. Rồi nhà vua ra lệnh mang chiếc cung của mình, một cây cung khổng lồ, phải 1.000 người mới khiêng nổi, để Samavati đứng trước, còn tất cả các cung nữ đứng sắp hàng phía sau. Vua lắp mũi tên độc và bật dây cung nhắm ngay ngực Samavati. Nhưng nhờ thần lực xuất phát từ lòng từ bi của bà, mũi tên quay ngược lại, theo con đường đã đến, nhắm ngay tim nhà vua. Vua thầm nghĩ, mũi tên này có thể xuyên qua cả tảng đá, và không có vật gì trong trời đất này khiến nó quay mũi lại. Giờ đây, nó đã quay trở lại khi gặp Samavati. Tuy vô tri vô giác và không có sự sống, nó vẫn biết Samavati là con người hiền thiện. Thế mà một vị vua, một con người như ta, lại không biết được. Vua ném cung đi, quỳ xuống trước Samavati, hai tay dang ra, cung kính nói kệ. Ta quá sức hoang mang bối rối, bốn phương trời đảo lộn trong tâm. Samavati hỡi, xin nàng che chở, hãy làm nơi nương tựa cho ta. Samavati, đệ tử của đấng đại giác, cũng đáp lại bằng bài kệ. Đừng tìm nương tựa nơi tôi, hãy tìm nương tựa ở nơi Phật Đà. Đấng vô thượng, ngài chính là người tâm tôi hướng tới mà náo nương. Đại dương nương đấng pháp dương, tôi xin nương tựa đại dương một lòng. Nhưng nỗi sợ hãi của vua cứ gia tăng, khiến vua phải lặp lại bài kệ xin nương tựa nơi Samavati. Bà cương quyết từ chối, cuối cùng vua bằng lòng. Vậy thì ta xin nương tựa nơi nàng và nơi Đức đạo sư.
ta sẽ ban ơn cho nàng. Bà hoan hỷ: Tôi xin nhận. Nhà vua đến chỗ Phật xin quy y và thỉnh Phật nhận cúng dường rộng rãi trong 7 ngày, rồi quay sang Samavati. Vua bảo: Hãy đứng lên và chọn gì tùy ý. Đại vương, tôi không cần vàng bạc, nhưng chúng tôi xin đặt ân này. Xin ngài sắp xếp sao cho Thế Tôn có thể đến đây mỗi ngày cùng với 500 tỳ kheo để tôi được nghe pháp. Nhà vua quay lại đảnh lễ Phật và cung thỉnh Phật cùng 500 tỳ kheo. Vì Phật không thể đến hoài một chỗ trong khi nhiều nơi rất cần, nên ngài gửi trưởng lão A Nan đến hoàng cung mỗi ngày. Hôm đó, như thường lệ, họ dâng thức ăn và lắng nghe trưởng lão thuyết pháp. Lòng tràn đầy an lạc, họ dâng lên trưởng lão 500 bộ y vàng đang khoác trên vai, mỗi bộ giá trị 500 đồng tiền. Khi nhà vua trông thấy họ khoác y vàng, hỏi ra biết đã dâng cúng, liền đến trưởng lão hỏi tiếp: Bạch tôn giả, ngài làm gì với số y nhiều thế? Tôi sẽ giữ đủ số y cần thiết, số còn lại sẽ trao cho những vị y đã rách. Những vị đó làm gì với y rách? Họ sẽ cho những vị y còn rách nát hơn nữa. Với những y rách nát đó, họ sẽ làm gì? Làm khăn trải giường. Còn khăn trải giường cũ? Làm thảm chùi chân. Còn tấm thảm cũ? Sẽ làm khăn lau chân. Rồi khăn lau chân cũ sẽ được cắt ra từng mảnh nhỏ, trộn với hồ để trét vách. Như vậy, bạch tôn giả, dù tất cả y đều dâng lên tôn giả, nhưng không phung phí. Hoàn toàn đúng vậy, thưa đại vương. Nhà vua hài lòng đến nỗi truyền đem thêm 500 y đặt dưới chân trưởng lão. Tục truyền rằng, trưởng lão đã từng nhận 1.000 chiếc y trị giá 500 đồng tiền đến 100.000 lần, 1.000 chiếc y trị giá 1.000 đồng tiền đến 1.000 lần, 1.000 chiếc y trị giá 100.000 đồng tiền đến 100 lần. Với số y lẻ tẻ, từ 1, 2 đến 10 thì ngài nhận không kể nổi. Đến khi Đức Phật nhập diệt, trưởng lão A Nan du hành khắp xứ Diêm Phù Đề, và ngài đã tặng tỳ kheo trong các tịnh xá y bát của chính ngài. Samavati bị thiêu và Mangandiya bị trừng phạt. Mangandiya thấy rằng bất cứ mưu tính nào đưa ra, hậu quả đều ngược với sự mong đợi của bà. Lần này bà cho tiến hành một kế hoạch khác. Bà ra lệnh cho người chú đến cung điện của Samavati, mở cửa kho lấy vải nhúng dầu rồi quấn vào cột nhà, tập hợp tất cả các cung nữ vào trong nhà, đóng cửa lại, không chiều một ai, rồi lấy đuốc châm lửa đốt, xong tục xuống đi về. Samavati thấy người chú bao quanh cột với vải nhúng dầu, ngạc nhiên hỏi, và được biết là để cho chắc cột. Và ông ta bắt họ vào phòng châm lửa đốt. Trong đám lửa đang cháy lan thật nhanh, Samavati khuyên các tỳ nữ: Dù với trí tuệ của Phật cũng khó xác định được trong dòng luân hồi từ vô thủy, thân xác chúng ta đã bị thiêu đốt bao nhiêu lần. Vậy các ngươi hãy chánh niệm đi. Trong khi lửa lan cháy thật nhanh, Samavati và các công nữ chuyên tâm thiền định về đề mục sự đau đớn, và họ đã chứng các quả thánh. Thế Tôn, khi nghe các tỳ kheo kể chuyện Samavati và 500 cung nữ bị mất mạng, để giải đáp câu hỏi về số phận của họ trong kiếp sau, đã cho biết là có người chứng sơ quả, có người chứng nhị quả, có người chứng tam quả do phước báo của việc làm quá khứ. Và ngài nói kệ: Với xiềng xích vô minh vọng tưởng, thấy thế gian như đẹp như bền, do vô minh nhận duyên ràng buộc, kẻ ngu cho thế giới trường tồn, người khôn nghe thấy như thật biết, chẳng có gì ra thoát diệt sanh. Rồi Phật thuyết pháp: Này các tỳ kheo, trong dòng luân hồi, chúng sanh không phải lúc nào cũng chuyên niệm nhất tâm. Đôi khi họ đã phạm ác hạnh, do đó họ kinh qua cả hai lạc và khổ. Lúc bấy giờ, nhà vua đang ở vườn giải trí, nghe tiếng kêu la cung của Samavati bị cháy. Ông vội đến đó, nhưng tất cả đã bị cháy rụi. Ông ngồi xuống bậc thềm, triều thần vây quanh, vô cùng thương tiếc Samavati khi nhớ lại đức hạnh của nàng. Ông thắc mắc, không biết ai có thể gây ra việc đau thương này, và nghĩ ngay đến Mangandiya.
Ông muốn dùng mẹo dò hỏi bà ta, nên nói với những người tùy tùng: thế cũng xong, bây giờ ta hết bị lôi kéo hay bận rộn nữa. Samavati luôn luôn tìm cớ giết ta khi ta sợ hãi và ngờ vực. Nhưng giờ đây tâm ta sẽ yên ổn và ta có thể nằm ngủ yên lành. Ai đã làm việc này, Đại Dương? Người mà thật sự yêu ta nhất đã làm. Mangandija tình cờ đứng gần đó nghe thế, liền hãnh diện nhận ngay mình là thủ phạm cùng với người chú. Vua vẫn bình tĩnh khen rằng không ai thật sự yêu vua bằng bà, và sẽ ban cho bà cùng với quyến thuộc một ân huệ. Bà nhắn tin thân quyến gần xa đến hoàng cung, ngay cả những kẻ không họ hàng nghe chuyện cũng đút lót để được làm bà con. Khi đã tập trung họ, vua ra lệnh đào hố sâu đến thắt lưng, bỏ họ xuống trải rơm lên trên rồi đốt rơm. Khi lửa đốt da thịt họ đến giòn rụm, vua cho cài sắt cài lắp thân thể họ rồi đập vụn ra. Đối với Mangandija, vua cho dùng dao nhọn xẻ những chỗ thịt rắn chắc trên người bà ra thành từng mảnh, bỏ vào thùng dầu, đặt lên lò than chiên như bánh và bắt bà ăn. Trong pháp đường, Đức Phật nghe các tỳ kheo thắc mắc bàn tán về cái chết của Samavati với 500 cung nữ, nên kể chuyện quá khứ. Samavati âm mưu đốt một vị Bích Chi Phật. Ngày xưa, khi vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có 8 vị Bích Chi Phật thường được cúng dường thức ăn trong hoàng cung với 500 cung nữ hầu hạ. 7 vị trở về Hy Mã Lạp Sơn, còn lại một vị ngồi nhập định trên bờ sông nơi đám cỏ rối. Một dịp theo vua tắm chơi, các cung nữ đã nô đùa suốt ngày trong nước. Bây giờ lên bờ và run lên vì lạnh, họ tìm chỗ đốt lửa để sưởi ấm. Thấy đám cỏ, họ chẳng buồn ngó trước xem sao, vội châm lửa và xúm xít xung quanh. Khi cỏ cháy xẹp xuống, họ phát giác vị Bích Chi Phật, hoảng hốt không biết tính sao. Cuối cùng vì sợ nhà vua truy ra bắt tội, họ muốn phi tang hẳn xác của Phật, nên đem củi đến từ mọi ngã chất đống thành một dàn thiêu lớn, đổ dầu và châm lửa, xong họ bỏ đi. Hành động đầu tiên của các cung nữ thì vô tâm, nhưng sau đó họ phạm lỗi nặng vì có tính toán kỹ, do đó bị quả báo đau khổ. Riêng vị Bích Chi Phật đang đắm mình trong thiền định, thì dù có 100.000 xe củi với dầu đốt lên, ngài cũng không thấy nóng. Vì vậy, vào ngày thứ 7, Phật xuất định và đi đến nơi ngài thích. Những cung nữ này không những bị nung nấu nhiều trăm ngàn năm trong địa ngục, mà nhà họ còn bị đốt, và họ chết cháy trong nhà mình suốt 100 kiếp liên tiếp. Đức Phật kể xong chuyện thì các tỳ kheo hỏi tiếp: nhưng bạch Thế Tôn, tại sao Khujuta trở thành một người gù? Sao cô ta lại thông minh thế? Sao cô ta chứng quả dự lưu, và sao lại thành một tỳ nữ? Đức Phật kể tiếp chuyện quá khứ, những việc làm kiếp trước của Khujuta. Này các tỳ kheo, cũng trong triều đại của vị vua Phạm Ma Đạt trị vì xứ Ba La Nại, có một Phật độc giác hơi gù. Một tỳ nữ trông thấy ngài, bèn quấn một cái mền trên vai và tay ôm một bình bằng vàng, lưng còng xuống y như một người gù, rồi chậm rãi vừa bước đi vừa nói: ông Phật độc giác đi như thế này đây. Vì cô nhại tướng đi của ngài nên cô ta thành gù lưng. Tuy nhiên, ngày đầu tiên cô đã dâng lên các vị Phật độc giác chỗ ngồi trong hoàng cung, lấy bình bát múc đầy cháo đặt cúng dường. Phật nhận lãnh, nhưng vì cháo quá nóng nên phải chuyển bình bát từ tay này sang tay khác. Cô thấy vậy, bèn dâng 8 vòng tay bằng ngà lót dưới bình bát. Xong Phật nhìn cô, lập tức cô thưa: chư tôn giả, chúng tôi không dùng những vòng này nữa, xin các ngài nhận cho, xem như một món quà của chúng tôi dâng cúng trước khi lên đường. Các vị Phật độc giác mang những chiếc vòng này về hang núi Nadamula, và đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ phước báo của việc làm này, cô thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển và trí tuệ uyên bác, và cũng do đó cô chứng quả dự lưu. Đó là việc làm của cô trong thời kỳ giữa hai vị Phật. Thời Phật Ca Diếp, có cô con gái viên chưởng khố ở Ba La Nại. Một hôm khi bóng chiều đổ xuống, lấy gương ra soi và trang điểm. Một ni cô bạn thân của cô, người đã dứt hết dục lạc đến thăm. Thường thì những ni cô dứt hết dục lạc hay đến thăm gia chủ ủng hộ mình vào xế chiều. Lúc đó các nàng hầu của cô vắng mặt, nên cô bảo vị ni lấy giùm giỏ trang điểm.
Nếu không làm theo ý cô, có thể cô nổi sân và như thế sẽ tái sanh vào địa ngục. Nhưng nếu nghe lời cô sai bảo, thì cô sẽ làm người hầu ở kiếp sau. Làm người hầu dù sao cũng không khổ bằng ở địa ngục. Nên vị ni cô lấy giỏ trang điểm đưa cho cô. Do đó cô trở thành nàng hầu. Lại một hôm các tỳ kheo bàn cãi trong pháp đường. Samavati và 500 cung nữ bị thiêu ngay trong nhà mình. Còn Manjanjiya và quyến thuộc thân bị lửa rơm đốt, bị cài sắt cài nát như. Riêng Manjanjiya bị nấu trong dầu sôi. Ủa như vậy ai sống và ai chết? Đức Phật nghe qua đáp rằng: Này các tỳ kheo, những người phóng dật buông lung dù sống 100 năm cũng như chết. Những người sống chú tâm chuyên niệm dù chết hay sống vẫn là đang sống. Này các tỳ kheo, có chú tâm chánh niệm thì không bao giờ chết cả. Rồi Đức Phật đọc pháp cú sau: Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt thanh tịnh vô thượng.